Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Bằng Võ Hôm nay là một trong những ngày mà bằng tin rằng các bạn đang mong đợi Đặc biệt là những bạn chúng ta chưa nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp Bởi vì ngay hôm nay thì ED đã cho phép chúng ta nộp cái đơn BUA Để nhận cái tiền trợ cấp thất nghiệp dành cho những người không đủ điều kiện Và từ 6 giờ sáng thì bằng đã dậy để đọc những cái thông báo của ED Nhưng mà nó có gặp một số cái trục trặc Bởi vì đây là một cái chương trình mới Và ngay cả ED họ cũng cho biết đây là một cái chương trình mới Mà họ mới bắt đầu nên là khi họ viết những cái hướng dẫn ấy, bằng đọc Thật sự nó không có hiểu Nhưng mà bây giờ thì cũng tạm gọi là đã hiểu rồi Nên mới dám chia sẻ ra cho các bạn Nhưng mà chắc chắn rằng Cũng vẫn còn có một số cái câu hỏi Vẫn chưa được giải đáp trong video ngày hôm nay Nên nếu như bạn vẫn có những cái câu hỏi Hoặc những cái thắc mắc nào đó Hãy để dưới phần bình luận Để chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu Và cùng nhau chia sẻ cái vấn đề đó như thế nào Và trước khi để bắt đầu video ngày hôm nay Bạn cũng xin chia sẻ với các bạn Các bạn hãy thật sự đừng lo lắng là bởi vì cái form BUA này nó được dựa trên cái form UI thông thường nên là cái cách để chúng ta nộp đơn và cái cách để chúng ta làm cái đơn này á, nó hoàn toàn giống nhau họ chỉ có thêm vô một phần cho các bạn chọn là các bạn đang làm chủ doanh nghiệp các bạn đang nhận nay nay hay các bạn đang làm giúp YouTube thông thường và một phần nữa là họ cho các bạn chọn những cái lý do nào mà các bạn tin rằng các bạn sẽ được nhận cái tiền BUA này và cũng như là các bạn cần phải cung cấp tổng số tiền các bạn thu nhập trong năm 2019 cho EDD biết Và trong cái form này thì họ cũng vẫn chưa có yêu cầu các bạn nộp bất cứ cái giấy tờ nào hết Mà họ sẽ yêu cầu các bạn sau khi họ xem đến hồ sơ các bạn Và có một việc nữa bạn cũng muốn chia sẻ trước khi chúng ta bắt đầu làm Là chúng ta cũng chưa biết rằng chúng ta có đủ điều kiện để được nhận hay không Nhưng chúng ta cứ nộp đơn bởi vì EDD sẽ xem xét cho chúng ta nên nếu trường hợp các bạn không được nhận cái tiền BUA này thì chúng ta cũng đừng buồn bởi vì không phải tất cả mọi người sẽ đều được nhận cái tiền BUA này Nha các bạn, nên các bạn hãy hiểu điều đó Và bây giờ thì bằng mời các bạn cùng với bằng chúng ta bắt đầu vào Hướng dẫn để nộp cái đơn BUA Và trước khi để bắt đầu điền cái đơn BUA này Bằng có một số cái lưu ý muốn dành cho các bạn Đầu tiên, nếu mà bạn nào chúng ta đang nhận tiền thất nghiệp thông thường Thì chúng ta không cần phải nộp cái đơn BUA này nữa bởi vì cái tiền BUA này đã được tự động thêm vào mỗi tuần cho các bạn là 600 đô rồi các bạn không cần phải điền cái form này cũng như là các bạn không cần phải xem video này nữa video này chỉ dành cho những bạn nào chúng ta chưa nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp và chúng ta đang cần phải điền cái form BUA mà thôi thì trước khi những bạn chúng ta bắt đầu điền cái form BUA này bằng khuyên các bạn nên xem ba cái video trước thứ nhất là hướng dẫn xin tiền thất nghiệp cho này bởi vì trong cái video này bằng có liệt kê những cái điều kiện nào để chúng ta có được nhận cái tiền BUA hay không và cái video thứ hai là những lưu ý khi nhận tiền thất nghiệp cũng như là những việc chúng ta cần tránh và những việc chúng ta nên làm khi chúng ta nhận tiền trợ cấp thất nghiệp để tránh những cái ảnh hưởng không đáng có về sau và cái thứ ba đó chính là cái video hướng dẫn xin tiền trợ cấp thất nghiệp bởi vì cái video này bằng hướng dẫn các bạn điền cái đơn UI thông thường và hôm nay thì cái form BUA và cái form UI nó gần giống nhau nên là các bạn có thể dựa theo cái video này Chúng ta làm từng bước từng bước Nhưng nó chỉ khác nhau ở phần số 4 mà thôi Thì trong cái video ngày hôm nay Bằng sẽ nói đến cái phần khác nhau để cho các bạn chọn Và bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ đi sâu vào Trong cái vấn đề khi mà điền cái đơn BUA này đó Nó có hai phần Phần thứ nhất là dành cho những bạn chúng ta trước đây đã nộp đơn cho ED rồi Nhưng mà chúng ta bị từ chối thì ED họ liệt kê ra có 4 trường hợp bị từ chối Thứ nhất là họ đang muốn xác minh lại nơi các bạn làm việc và họ đã gửi cho các bạn cái form là DI1326CD. Nếu bạn nào nhận được cái form này, chúng ta không được điền cái form BUA nữa. Chúng ta nên ngừng lại chỗ này. Chúng ta cần phải hoàn tất cái form DI1326CD để cho ID họ xác minh lại cho các bạn về cái công việc của các bạn. Bởi vì rất có thể các bạn đủ điều kiện để được nhận cái tiền thất nghiệp thông thường. Và những bạn nào chúng ta bị từ chối nhưng chúng ta tin rằng chúng ta đủ điều kiện để được nhận tiền thất nghiệp thông thường mà chúng ta đang khiếu nại EDD các bạn xem trong cái phần slam history mà các bạn thấy rằng nó có cái chữ khiếu nại đó thì các bạn cần phải đợi cho ID họ trả lời cái trường hợp của các bạn và các bạn cũng không cần phải apply cái đơn BUA vào lúc này nữa và trường hợp thứ ba là những bạn nào chúng ta đã bị penalty với ED trước đây bởi vì các bạn đã làm một cái việc gì đó bị sai thì ID họ coi rằng các bạn đang bị phạt thì các bạn cần phải đợi cho ID thông báo, các bạn cũng không được apply cái đơn BUA vào lúc này. Và trường hợp thứ tư là những bạn nào chúng ta bị từ chối mà chúng ta tin rằng chúng ta không đủ điều kiện để được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thông thường và chúng ta cũng không khiếu nại, chúng ta cũng không nhận được cái đơn để xác minh việc làm, cũng như là chúng ta không có bị bất cứ cái hình phạt nào với ED thì chúng ta hãy truy cập vào lại ID online để chúng ta tạo một cái hồ sơ mới ngay chỗ này. Thì vào sáng ngày hôm nay thì ID họ đã cập nhật lại là những bạn nào chúng ta đã có hồ sơ, chúng ta cũng sẽ được nhìn thấy cái file là cái hồ sơ mới chúng ta ở đây. Và các bạn cần phải vào đây để chúng ta nộp một cái đơn mới, một cái đơn BIU mới hoàn toàn và chúng ta quên cái hồ sơ cũ đó đi. Và bây giờ thì bằng nói đến những trường hợp mà các bạn chưa từng nộp cái đơn UI nào đó trước đây hết. Thì trong đó có hai trường hợp là một bạn chúng ta đã có cái hồ sơ ID online rồi mà chúng ta chưa nộp đơn thì bây giờ chúng ta hãy truy cập vào và chúng ta nộp đơn. Và trường hợp thứ hai là những bạn nào chúng ta chưa có một tài khoản ID online luôn thì chúng ta cần phải tạo cái tài khoản ID online trước rồi sau đó chúng ta mới nộp đơn được. Và trong cái phần lý do nghỉ việc thì các bạn cần phải chọn đó chính là do cái Covid-19 cũng như là các bạn cần phải liệt kê những cái khoản tiền mà trước khi các bạn nghỉ mà các bạn đã được nhận. Các bạn hãy lưu ý phần này bởi vì đây là một trong những cái vấn đề mà các bạn hay bị sai nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến những cái điểm khác nhau giữa cái form UI và form BUA để khi các bạn điền đơn các bạn lưu ý cái này bởi vì cái hình này nó hơi nhỏ nên là bằng có post một cái hình nữa ở bên Facebook các bạn có thể coi bên đó dùm bằng bởi vì trong video này bằng không thể làm cái hình nó to hơn được thì hai cái đơn UI và đơn BUA á, nó gần giống nhau nó chỉ khác nhau ở phần số 4 mà thôi ở cái trang số 4 của cái firm BUA này á, nó có thêm một cái lý do cho chúng ta chọn là chúng ta bị mất việc do Covid-19 sau đó họ sẽ hỏi tổng số income, net income của các bạn trong năm 2019 Thì các bạn cần phải lập cái hồ sơ khai thuế năm 2019 ra Các bạn điền vào đây và họ hỏi các bạn là cái ngày các bạn đã nghỉ việc hoặc là đóng cửa tiệm do cái Covid-19 thì các bạn cần phải điền đúng cái ngày các bạn đã nghỉ việc bởi vì ID họ sẽ dựa theo cái ngày này để có thể trả lại cho các bạn những phần tiền của những tuần trước đó. Và tiếp theo là họ cho các bạn một bảng nữa để chúng ta lựa chọn cái lý do mà chúng ta tin rằng chúng ta đủ điều kiện để được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Các bạn chỉ cần một trong số những cái trường hợp sau đây thôi, nhưng nếu mà các bạn gặp nhiều hơn thì các bạn cứ chọn không sao hết. Và cái cuối cùng đó chính là họ hỏi cái công ty của các bạn nằm ở đâu, cũng như là nơi ở của các bạn nằm ở đâu thì các bạn cần phải chọn. Và ở đây thì họ cho các bạn chọn là các bạn đang làm chủ doanh nghiệp, đang nhận 1099 hay chúng bạn đang nhận w chu thông thường thì các bạn cần phải chọn cho đúng. Và khi các bạn nộp cái đơn này cho ID á, các bạn không cần phải cung cấp bất cứ cái giấy tờ nào hết vào cái lúc nộp đơn. Bởi vì ID họ chỉ cần các bạn cung cấp những cái thông tin việc làm của các bạn trong 18 tháng vừa qua trong cái firm mà thôi cũng như là tổng số thu nhập của mỗi công việc các bạn đã từng làm trong 18 tháng vừa qua và các bạn phải điền vô trong cái form họ chưa yêu cầu các bạn nộp bất cứ giấy tờ nào trong cái lúc nộp đơn mà họ sẽ yêu cầu các bạn và gửi cho các bạn những cái yêu cầu các bạn cần phải nộp những giấy tờ gì sau khi mà họ xem tới cái hồ sơ của các bạn thì khi nào họ yêu cầu thì lúc đó các bạn mới cần phải gửi cái này cho y đi chứ còn bây giờ thì các bạn chưa cần gửi thì các bạn sẽ gửi nó như thế nào và nộp những giấy tờ gì thì các bạn cần phải xem trong cái yêu cầu của ID gửi cho các bạn. Và sau khi các bạn đã nộp cái đơn này cho ID thì các bạn cần thứ nhất là lưu lại 8 số case number hay là số confirm number đó để chúng ta sử dụng trong lúc cần thiết. Thứ hai là hãy thường xuyên check cái info trong cái ID online. Bởi vì rất có thể ID họ sẽ gửi cho các bạn một tin nhắn là họ muốn yêu cầu các bạn nộp những giấy tờ gì cũng như là họ sẽ gửi mail về nhà cho các bạn hoặc họ gửi email cho các bạn nên các bạn cần thường xuyên check trong khoảng thời gian sau khi các bạn vừa cái nộp cái đơn này cho ID. Và cái cuối cùng là chúng ta không cần gọi cho ID sau khi chúng ta đã nộp cái đơn mà chúng ta hãy đợi ID gọi cho các bạn. Nếu như hồ sơ các bạn cần bổ sung thêm bất cứ giấy tờ gì, không phải tất cả mọi trường hợp đều sẽ yêu cầu bổ sung giấy tờ, chỉ có một số trường hợp họ gọi họ yêu cầu thì chúng ta mới bổ sung mà thôi. Nên là các bạn không cần phải gọi cho ID hỏi về trường hợp hồ sơ các bạn như thế nào nên các bạn hãy yên tâm mà đợi mà thôi. Bởi vì hai cái form UI và form á nó hoàn toàn giống nhau, nó chỉ khác nhau ở cái phần số 4 mà thôi. Nên là các bạn có thể dựa theo cái video trước đây bằng hướng dẫn các bạn điền cái đơn UI để các bạn làm cho cái form này. Và lưu ý ở phần số 4 thì các bạn cần phải chọn là lý do do cái COVID-19 cũng như là các bạn phải chọn cái lý do mà các bạn tin rằng các bạn đủ điều kiện để được nhận cái tiền trợ cấp thất nghiệp trong cái gói BUI này. Và các bạn hãy nhớ Chúng ta không cần phải gọi cho ID ngay khi chúng ta vừa nộp đơn xong mà ID chính là người sẽ gọi cho các bạn nếu như hồ sơ các bạn cần bổ sung thêm bất cứ giấy tờ gì. Nên là sau khi nộp đơn xong, các bạn hãy chờ phone của ID và chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng những cái giấy tờ mà ID có thể yêu cầu các bạn nộp. Ví dụ như hồ sơ khai thuế năm 2019, thông tin liên lạc của những người chủ cũ của các bạn, thông tin nơi làm của các bạn và những cái giấy tờ liên quan đến thu nhập của các bạn cho những cái công việc trước đây mà các bạn đã từng làm thì các bạn cần phải chuẩn bị nó để nộp cho ED nếu mà họ có yêu cầu. Và các bạn đừng lo lắng là các bạn phải nộp cho họ như thế nào, bởi vì ED họ sẽ yêu cầu các bạn nộp những giấy tờ gì và cái cách nộp như thế nào họ cũng sẽ cho các bạn biết. Và một việc nữa bằng cũng muốn lưu ý với các bạn là hiện tại bây giờ website của ED online đang rất là khó truy cập. Nên nếu các bạn không có gì vội thì chúng ta cũng không cần phải điền đơn vào ngay lúc này. Chúng ta có thể đợi tới tối để cho mọi thứ nó thoải mái hơn thì lúc đó chúng ta điền cái form này nó sẽ dễ dàng hơn và chúc cho các bạn sẽ hoàn thành sớm được cái form này cũng như là chúc cho các bạn sẽ nhận được cái tiền BUA. Và nếu như chúng ta có những cái câu hỏi hoặc những cái thắc mắc nào đó hãy để dưới phần bình luận của video này để chúng ta cùng nhau chia sẻ bởi vì đây là một cái chương trình mới mà trước đây bằng cũng chưa từng được nhận nên là bằng cũng sẽ không thể có những cái giải đáp cho các bạn một cách thỏa đáng nhất nên là chúng ta hãy chia sẻ dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau chia sẻ và cùng nhau giải quyết cái vấn đề này. Và trước khi kết thúc video chúc các bạn có một ngày tốt lành và nếu các bạn thấy video này hữu ích xin hãy nhấn like share và subscribe cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp